sao vậy? Nếu mà thật sự có bệnh phổi thiệt á thì em thường về Long Xuyên không? Nhà gì ba giờ hẹn còn chứ? Ba chị cũng thằng này đó, nhà đó chứ. Rồi chị làm nhà thằng cha chồng. Bữa mai sau là chị kia mới nhà hả? Rồi đẻ đứa con là chị kia con riêng chứ phải con anh đó. Còn cái đứa con gái lớn là con của anh chị. Giống như nó cũng ở trong đó mà nó không phát lên. Mà nghe nói vợ của anh. Chào quý cô chú anh, xin chào quý cô chú anh chị trong nước và ngoài nước có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Mình hôm nay đi cùng với một người bạn đi đến cái cầu Cần Đăng của xã Cần Đăng có Châu Thành, tỉnh An Giang nè. Mình sẽ hỏi thăm cái coi cái cuộc sống của gia đình hai vợ chồng, ba vợ chồng, một chồng hai vợ đó không gầy như thế nào. Và tại vì có nhiều cộng đồng mạng đã quay lên đó, hôm nay mình ghé mình thăm cho quý cô bác anh chị trong nước và ngoài nước xem như thế nào nha quý vị. Đây là gia đình của anh một chồng hai vợ. Khỏe không? Ồ, chào cả nhà. Xin chào ba anh chị. Vui quá. Bữa nay ăn cơm với gì vậy? Là gia đình của anh. Thịt vịt hả? Một chồng hai vợ đi quý vị. Rồi bà nhỏ đâu? Nhỏ đi rồi. Bỏ đi hả? Sao vậy? Ai biết rồi, bà muốn đi muốn về về, tôi đâu có cấm được. Bà bỏ đi, bà bồng con đi luôn hả? Bồng đứa nhỏ đi, con ăn chay nè. Tôi con nó đó. Ủa gì bà không mày ảnh quay là còn cái này đi hả anh? Con này là con gái anh? Gái. Cái lớn anh ấy ha, cái của chị lớn ha. Đây là cái nơi anh Dũng phải không? Đúng rồi. Nhớ tên Dũng luôn nè. Dũng. Mấy anh đâu đi quay à? Em ở Long Xuyên nè anh. Tôi cũng ở Long Xuyên nè. Gì hả? Bên Bắc Hòa Cũ á. Gì hả? Rồi bây giờ anh ở chủ ở đây hả? Chủ đây nè. Lúc trước ba chạy xe chứ. Gì hả? Em quê ở Long Xuyên nè. Rồi ở đây nhà nước cho mình ở luôn hả anh? Mặn công nhân này ở luôn. Dạ, anh mặn gì đây? Mặn công nhân cầu này nè. Lúc làm rồi anh ở luôn tới giờ luôn. Có nhà trong kia là nhà của ông già, để cho mấy đứa em ở. Dạ. Cái này cuộc sống sao anh? Thì cũng đi bắt ếch nè, kiếm vịt ăn nè. Bắt ếch, bắt ếch kiếm vịt là anh mua hả? Không có, vịt người ta quăng bỏ lụm gì ăn á. Ta dục quá hả? Ủa dạ. Sao quăng bỏ là nguyên con sống luôn hả? Nó bị sụi giò. Nhưng mà nó để trưng bày được, nó còn sống ha. Còn em trai này là cũng con anh luôn hả? Con của vợ nhỏ nè. Rồi chị nhỏ đi rồi anh có biết tin tức ở đâu, dạ, ở nhà dưới giờ dạ, về dưới hôm qua rồi. Nè gia đình ăn cơm chiều hả anh? Dạ cơm chiều luôn rồi đó. Anh vô trong ngồi, anh vô giọng á. Vô ngồi tí. Ăn cơm no rồi sao không lẽ là gặp tụi em lại rồi anh nghỉ ăn? Tại vì ăn no rồi. Vậy ăn hả? Có ngày có hai chén cơm à. Nè cơm ngồi dưới chừng cái đứt dây cái là nó ngồi lên đây bưng ra cho. Để đi. Rồi mấy ông bà sống đây bao lâu rồi? Đã rồi ba mấy năm rồi. Ba mươi mấy năm đây luôn rồi hả? Làm cầu này nè. Dữ vậy đó hả? Làm công nhân ở đây luôn. Rồi bữa nay ai cho cái đèn? Mấy anh kia xa lắm, ở Sài Gòn á. Đèn pha ha. Đèn năng lượng á. Rồi cuộc sống là giờ sao rồi? Anh có đi làm thêm gì không? Có đi bắt ếch mà mới đi vợ đồng đi bắt rồi về bán lấy tiền mua đồ ăn. Còn vịt này người ta quăng bỏ thì mình lụm. Còn cháu gái này là con? Con. Bà xã nè. Là con anh đó ha, con gái. Cháu bé nó có bị bệnh gì? Bệnh, nó bệnh lâu rồi. Cái này chắc bệnh về não quá ha. Không biết, bị bác sĩ nói là hồi yếu phổi. Vậy hả? Lúc đó sanh ra có bệnh không anh? Cũng vậy đó. Sanh ra là bệnh luôn hả? Yếu phổi hả? Hình như
bé nó không được bình thường á. Ừ. Cái này em nghĩ là nó không phải gì phổi nữa rồi. Phổi, người bác sĩ nói phổi. Phổi hả? Ừ, ta khám rồi. Rồi anh không có chị sao? Có được không? Chạy thuốc hoài. Chạy thuốc hả? Ừ. Thuốc men rồi nó không hoài. Này thì bà vợ nhỏ, bà ghen tuông hay gì, bà giận bà chủ. Có, bà cũng căng thần kinh. À. Bà già này nè. Tội nghiệp quá ha. Bây giờ nó không chịu về mẹ nó, bây giờ nó ở đây với tôi rồi đó. Rồi chị vợ lớn của anh con này có đi mặn gì không? Ở nhà nấu cơm, tôi đi mặn. Dạ. Không có mặn gì đâu. Rồi con trai có đi làm gì không? Có, đi bắt ếch, hai cha con đi mà không? Hai cha con đi luôn hả? Rồi. Có đèn soi hả? Có chứ. Có. Rồi hôm đi bắt được gì không? Bắt cái đó, mới được dịch đó. Được dịch rồi hả? Ờ, được dịch dán luôn. Có ớt được dịch là có ớt không á anh? Có, mà giờ được bỏ cho này nó bị gì, cô ăn con để làm gì? Ờ, ớt ha. Ờ. Được lại cho anh cám xui bậy lại. Cái này là ăn xui nhiều quá. Đúng chưa đúng không? Gái bệnh thấy tội nghiệp quá. Của người ta cho nó đó chứ không phải của tôi đâu. Nếu mà thật sự có bệnh phổi thiệt á thì em chỉ thuốc cho anh cho nó uống, không rồi có tốn tiền. Rồi. Nếu đúng rồi, nếu bị phổi thiệt á là chỉ thiệt chứ không phải chơi. Tôi thì cảm ơn rất nhiều anh. Tại vì anh biết cái bình bát không? Biết. Anh về anh chặt ra nấu nước cho cô ta uống. Rồi. Anh ngày anh cứ nấu nấm uống tươi cũng được rồi phơi khô để dành uống từ từ. Lá hả lại? Cây cây á anh. Được. Có đây nè. Trái tươi cũng được nữa. Uống hoài từ từ phổi phục hồi lại. Anh cứ làm bây giờ em nói không có tốn tiền gì cho mất công chỉ nấu thôi. Đó thổi tự hết. Nặng cái nào hết chứ. Tại giờ của anh Dũng không ở dưới trên cầu giả cầu đăng cần đăng. Thấy tội nghiệp em gái quá. Nếu thật sự khỏi là hết. Còn sợ bị não là không hết. Không. Nó bị yếu khỏi. Anh nghe lời em đi uống hoài tới. Rồi. Tại vì cái liều thuốc mà lao của thuốc tây là khi uống 6 9 10 tháng mà khi nó không hết nữa. Nhưng mà cái này thì anh cứ uống vậy hoài là tới nó hết. Hôm nay được nhiêu tuổi? Tôi hả? Năm 2 rồi. Tí vậy? Tí. Sinh năm 1972 đó. À, còn chị? 46 nữa à. 46. Bé này nay lớn chưa? Lớn nay 23, 21 rồi. Hai mấy tuổi rồi hả? Mà tội nghiệp cháu ha. Ờ, tội nghiệp quá. Rồi, anh cho uống thuốc đi là nó khả năng nó cơ thể nó hơi tròn lại. Mà chắc ăn luôn tròn lên luôn. Rồi. Nhưng mà cái vụ mà cái não mà không bình thường hay không thì cái đó em không có không nó được. Bình thường. Dạ. Còn cái cơ thể là chắc ăn là bình thường đấy đó. Cái phổi á, anh cứ cho uống đi. Rồi mình bác thiếu gì? Cái mình bác á anh biết rồi vậy. Biết cái mình ăn á. Cái mình bác á chứng nhạt vàng đó. Em thấy anh là người là rất là minh mẫn á. Rất là bình thường á, đâu có gì đâu. Mà sao mấy người con thấy khổ quá, thấy tội nghiệp á. Có thằng trai thấy con còn im không? Trai. Có đi học không anh? Không vậy hả? Nó học lớp mấy với Vĩnh Lợi á, nhà nó với Vĩnh Lợi á. Rồi hồi đó giờ thấy mấy kênh YouTube lớn quay vậy đó có tài trợ anh được cái gì không anh? Trời ơi, vài trăm mọi nơi đóng nhiều. Nhưng kệ đi có đỡ ăn không, người ta không quay thì mình cũng đâu có gì đâu. Không quay thì cũng đỡ, mà ta giúp đỡ mình thì cảm ơn. Rồi hên xui thôi, này vô hên xui. Giúp đỡ cảm ơn nhiều luôn. Con bác này giúp đỡ giúp được thì cũng cảm ơn. Dạ. Yeah. Cái bà nhỏ mà đi lâu hả? Đi hồi cũng Vinh với anh vợ đi luôn tới giờ. Cũng Vinh là mà lâu đi. Đi cố á. À, mới đây mất. Là bao lâu rồi? Cũng 5-10 ngày rồi. Mấy ngày nè hả? Ờ. Bữa hay. Thì đi rồi coi thế nó cũng về thôi. À, đi tôi không rước nha, tôi nói trước à. Tôi nói là tôi dứt khoát là tôi không rước à. Muốn đi về vậy. Nó bị gì nó căng thần kinh nè. Dạ. Nặng lắm. Mấy em gái tội nghiệp quá. Hy vọng là em chỉ thuốc cho em gái uống cho hết bệnh. Dạ. Cái bình bác tư mình luôn ha. Tư uống rất là hiệu quả anh. Dạ. Nếu mà mình mình làm biến tôi bẻ một hồi ha, có mong mình sách không nổi. Trái non vẫn được, sắc nhỏ nhỏ ra còn rồi. Cây cũng được. Rồi. Cái nào cũng được hết. Rồi. Rồi anh cứ làm đi. Và cái phổi từ từ phục hồi lại. Dạ. Từ từ hết ho. Dạ. Có thể là anh thời gian cái đầu nó ho ra đàm. Dạ. Đẩy chắc dơ ra. Dạ. Từ từ phục hồi lại.
bất cứ ai mình hỏi là cũng hết vậy. Dạ. Ví dụ như anh hút thuốc này mốt viện anh muốn lọc phổi là lọc bằng cái anh bác à. Rồi không, tôi lọc phổi bằng cái kia. Cái khác nữa. Lúc này giờ tôi lọc phổi bằng gâu găm. À, anh Vũ. Dạ. Bây giờ tối nằm còn có người buồn không? Buồn chứ. Buồn thấy buồn trong lương tâm lắm chứ. À. Hôm trước nằm hai người hai bên hả? À. Giờ có ba một. Bây giờ hai đứa bé nó xuống dưới sông nó tắm rồi quý vị. Tắm xong rồi hai chị em xuống dưới sông rồi. Mai anh đi làm gì đó? Dạ rồi, mà hai ngày nữa lặn đi đồng. Đi đồng mà anh làm gì? Đi bắt ếch đó, mua rộng đó. Nó biết lội hả? Biết. Rồi giỏi không? Dạ. Cứ sống nghề bắt ếch hoài anh? Ừ, bắt ếch hoài à. Chứ mùa này đâu ai mướn làm gì đâu. Dạ, rồi nếu mà tới mùa khác có người mướn thì mặn ha. À. Rồi bé gái này nó biết lội không? Đi xe tải xe đòn hoài. Không, nhỏ nào biết lội. Ngồi kế mé tắm gì đâu. Dạ, không phải không? Hồi đó em ở ngay chân chỗ cầu. Ngay chân chỗ mà gì nó lên vô ngoài nè. À, ở Long Xuyên hả? À, ở Long Xuyên á, ở cái trang chỗ Lò Tương mỗi lần á. Cầu Cái Sơn. Cầu Cái Sơn hả? À, cầu Cái Sơn cũ. Ngay đó là nhà hay là ở dưới nhà? Nhà. Vậy hả? Rồi nhà còn dưới đó không anh? Bây giờ là giao mấy anh ở dưới rồi. Mấy anh hả? À, mấy anh con người bà ruột. Sao còn nhà của anh, mấy anh ở? Không. Ở đó không phải nhà anh. Không có gì bằng đâu. Ở đó không phải nhà anh hay gì? Nhà của mấy anh. Dạ, ở đó anh dưới như đó anh cũng ở đậu thôi ha. Không, ở đó luôn chứ mà không ở đậu. Mấy anh ruột phải ha. Nuôi chó này. Nuôi mấy con? Ba con luôn. À. Tại chó này chó cưng thôi mà. Còn mấy con kia đâu? Đó ngoài con đó, trong này đâu rồi, ở dưới sàn con rồi. Ờ, chích đó hả? À. Tại nó sủa vậy chứ nó có cắn ai. Có tròn cái bông hồng nữa hả? Có, đã cho đó, hồi Tết đã cho. Tết giờ còn tốt vậy đó hả? Em tưới nước ngoài nữa chứ. Vậy hả, bông hồng trắng. À, tối hai cho con đi đạp xe vô luôn. Dạ. Ví dụ người đồng, tuốt trong đồng. Đó, dính bánh xe đó, đất không đó nghe. Đó anh quay kìa, quay ngay cái xe đó dính đất không đó. Chạy mẹ quăng ngoài đồng bỏ thí. Rồi đi tới sáng về. À. Mà bị người ta cho mấy dịch rồi, mấy chủ dịch nó hư, anh lụm hết. Ba dịch đó là anh không xài. Con ra ngoài lụm đem về. Anh có thường về Long Xuyên không? Không, ít lắm. Nhà gì ba giờ hẹn còn dưới. Dạ. Yeah. Ba dì ruột lần này nè, nhà bà dưới. Dạ. Ta giàu lắm, ta đâu nói cho mình ăn luôn. Anh cũng thờ Anh cũng thờ Thịnh Tổ, Quán Âm, Quỳnh Giáo Chủ. Đại Lũ mà. Rồi tối mấy đứa nhỏ ngủ dưới này. À, mấy đứa nhỏ ngủ này. Ngủ dưới sàn này, còn mấy ông bà thì trên đây. À. Cái vườn vậy sạc không? Nó cũng một vài nằm ba, đỡ vậy. Ba người lên bây giờ nó nhẹ lại đỡ. Thôi. Thêm người nữa nặng. Thôi. Mình hỏi này tới nhị xíu là lúc mà bà nhỏ đi giờ anh buồn hả? Buồn chứ anh. Rồi chuyện quan hệ vợ chồng là có bị giảm sút không? Không. Cũng vậy nữa hả? Thôi. Buồn nhưng mà cái đó nó không giảm hả? Thôi, không giảm được. Ủa mà nếu mà không giảm là quy định là anh được bao nhiêu lần? Tận lần hai lần rồi. Vậy hả? Còn lúc còn hai bà là từng mấy lần? Thí dụ sao? Cũng bà nào cũng từng lần rồi hai lần. Rồi thí dụ như nằm cái bên rồi làm bà này bà kia thì sao? Bình thường, không có gì đâu. Rồi bà kia bà nằm bà tức làm sao? Tức cái gì? Rồi giờ có khi nào mà làm bà này xong xen qua làm bà kia luôn không? Không, rồi lặn nổi rồi. Không nổi à? Ừ. Mà không có vụ đó luôn hả? Không. Bữa sau được không? Được. Ở vụ hồi vậy? Bữa, 20 ngày. Lúc mà chị nhỏ còn á rồi đang làm chị kia trong bụng chị như thế nào? Vui vẻ thôi. Cũng vui luôn hả? Vui đi, không ghen đâu. Không ghen luôn? Không. Ủa cả gì đâu ghen? Im chứ à? Vui vẻ mà chị. Vậy đó hả? Cũng hạnh phúc quá. Thấy cũng bình thường luôn hả? Bình thường, vui vẻ sao? Cậu Ái Sơn hỏi ai biết tôi chứ. Vậy đó hả? Ừ. Đó, ai sống vậy? Bà mấy kênh YouTube kia hỏi mà em không nhớ là cái bà nhỏ lại sống với anh lâu chưa? Cũng mấy lần rồi. Mấy lúc trước là nó quen tôi trước. Yeah. Nó là còn con gái chứ không phải là đường bà nghe. Quen trước là quen trước chị này luôn hả? Quen trước bà này luôn. Vậy đó hả? Còn con trai. Vậy đó hả? Rồi làm sao? Thì cũng quen bình thường, cũng qua lại vậy đó, nói chuyện đồ lấy gái. Quen chị ở đâu?
đi tùm lum đi đi nhưng mà ghe này nè đi Nguyễn Hữu Định đó à, đi đình nữa à, đi đình rồi gặp á gặp gặp rồi đến về luôn rồi thấy bạn nhỏ này mà nói em như là bạn gái chứ ủa là chị này là chị lớn hay chị nhỏ chị lớn quen chị kia trước mà thành chị nhỏ hả ừ. Là tại vì quen nhưng mà không có về thành vợ chồng không làm rồi chị làm về thành vợ chồng ừ. Mỗi ngày sau là chị kia mới về ở ừ. Rồi đẻ đứa con là chị kia con riêng chứ không phải con anh con hả à, còn có đứa con gái gái lớn là con ruột của anh ừ. Với chị ừ. À, rồi anh có nhiều nữa không đó có đứa con nào nữa không có nữa à. Tính kiếm đứa nữa đó mà sợ thấy khổ quá nếu mà kiếm mà nếu mà kiếm mà anh kiếm được không được chứ có được thôi được luôn hả ừ bình thường chị có nhắn còn sanh được luôn bà kia kìa chứ bà này nghỉ rồi bà ngán rồi ngán à vậy à. Là chị không thích nữa ha ừ. Chán lắm rồi à, sao anh tính kiếm nữa là đem chi vậy để chừng nữa nó có dưỡng già rồi mà mình nếu nếu mà có được anh cũng để luôn cái gì để luôn anh gan vậy đó hả gan chứ gan nghèo em mà đâu có sợ cùi nữa ờ à, ý ta nói cùi cái câu nói cùi không sao lão đấy ha à. Nói gì cũng đúng có gì đâu để mắt đâu phải không à. Cũng anh thấy mấy cùi đó nó cũng ba bốn vợ đó sao bởi vì mấy đi sinh đó à. Đó anh nhớ là cầu Duy Tăng cầu Hoàng Diệu mà cuộc sống mình đó thấy không cuộc sống anh nhớ không khó khăn quá anh em đó anh sống dưới mà anh đi chơi với mấy cùi mấy đi sinh được à. Mà hồi đó mà bình thường em thấy cùi hay có nhiều vợ là sao anh biết anh sống chung là biết mấy bà đó thích là thích cái gì ạ thích tiền bạc đúng rồi cùi có hoạt động bình thường với người không cùi không cũng biết. Hoạt động bình thường cái cũ đó nó cũng vậy luôn ha à, cái cũ cũng y gan vậy thôi à, nhưng mà nó không có cùi ha à. À. Nói bà đó bà cũng gan thì thường à. Nó nói bệnh cùi lây mà bà cũng không sợ hết nó liệu rồi liệu mãn rồi mà có lây không anh nó không có lây như cái thằng khác á như vợ cùi mà ông ở cho lộng lại ở vợ nó lộng dính cũng như con vợ của anh cùi mà à. Nó không có phát bệnh lên nhưng mà à. Mình ở vợ ông đó là mình dính liền à. Mà cái thằng bà không phát lên ha à. Ờ, giống như nó cũng ở trong đó mà nó không phát lên à. Yeah. cũng ghê ha ghê lắm à. Mà nghe nói vợ của anh cùi như đẹp lắm không thường đẹp thường là, thường thường phải thường thường làm như nó có cái chất phong cùi là cái nhan sắc nó đẹp lên hay gì à. Phải không nghe nói gì đó em không biết thì nó lo kem phấn đồ cho vợ nó đó anh thấy không hồi đó à. Lúc cầu Duy Tăng cầu Hoàng Diệu đồ dưới đó à. Ờ nó ăn sung sướng hơn mình đó vậy đó hả ừ ờ còn quay rồi đó bởi vì hồi đi sinh là đi sinh khi mình đi mặn ngày đâu được 100% mà đi sinh ngày biết nhiêu tiền đó ừ mình mặn còn không đủ lợi nữa bởi vì ngày đó anh không đi chơi với anh cùi anh có đi sinh không không tôi đâu có đi chịu đi sinh nữa ba tôi quýnh chết à vậy mà lúc còn sống quýnh đó à anh chỉ đi chơi thôi ha ờ đi vòng vòng theo chơi vậy thôi à. mày làm kệ mày hồi giờ như à. Con người mình thấy không đâu có bệnh cùi nữa đâu ờ hay là bác sĩ chị hết ha ờ ừ. Rồi vậy thôi nãy giờ hỏi thăm anh cũng nhiều chắc đủ rồi à, bình thường đó cảm ơn cô bác nếu có thương tình thì giúp à, rất cảm ơn nhiều cảm ơn anh chị rất nhiều ha à. Chúc anh chị sống có nhiều may mắn à. Và có nhiều sức khỏe chứ em cũng không biết chút gì hơn nữa dạ. À. Thì cũng thông qua cái chương trình cái clip này quý vị thì cuộc sống nó đúng ra thì do cái duyên số thôi cuộc sống của là mình xin kết thúc video của anh có hai người vợ có thằng Đăng tại đây huyện Châu Thành từ tỉnh An Giang đây xin chúc quý cô chú anh chị có nhiều sức khỏe nhiều niềm vui trong đời sống xin mình hẹn lại video sau nha quý vị. Cảm ơn. Rất cảm ơn. Chưa có tiền dạ, dạ, dạ. Có tiền nhiều à, giúp đỡ em út triệu không giúp đỡ em được em cảm ơn giúp không được cũng cảm ơn luôn những cô bác ở nước ngoài toàn bộ cũng hy vọng là à. Có ai để ý tới anh có dạ, dạ. Chia sẻ tới anh chút gì cho anh sống cho nó đỡ khổ hơn à.